Vâng, tiếp tục em lại lên cho các bác nào đang cần dàn vun luống của Tuấn Khanh, đang mới cáo cao cao các bác nha, đang còn mới luôn này. Chủ không xài nữa và bán, bởi vì điều kiện, tức là chủ chơi nhiều quá bị nổ lưng rỗng. Bởi vì vợ đẹp mà, hoặc là gái đẹp là thường thường các bác phải thông cảm với em. Cái gì cái các bác nha, vừa phải thôi, vì đang đi cày mệt lắm. Thôi cuối năm em cũng lên tiếp tục sản phẩm cho bác dàn vun luống mì bốn chảo bác nha. Đây ok đó. Rồi dàn vun luống mì, dàn vun luống mì rồi của cơ sở Tuấn Khanh, có số điện thoại các bác hỏi xem dàn mới bây giờ bao nhiêu tiền đây các bác. Rồi và em báo giá luôn cho các bác, dàn vun luống mì bốn chảo đang mới của Tuấn Khanh, Tân Biên, Tây Ninh, 25 triệu. Ông nào đấy, mình đang quay rồi cũng đến hồi thăm. Rồi các bác, 25 triệu đây các bác, thương hiệu đầy đủ các bác nhá. Đó, chảo to, chảo này phải 2, 4, 6, 75, hai chảo sau 75 và hai chảo trước 65, và có một cái nắp gọi là để sạt luôn các bác nhá. Đây, và tất cả hình thức về kỹ thuật thì ok, nhà sáng tạo người ta đã làm rồi. Quan trọng thứ nhất ta đi ở chảo thì em đo chảo này 1, 2, 3, cái này phải 75, chảo này 75. Đây, Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, khỏi cần phải coi em với Thổ Nhĩ Kỳ các bác nhá, Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi che lại đi để các bác to chưa, các bác cứ thấy to là quá sướng, to đẹp là nguy hiểm lắm. Rồi chảo này 65 các bác nhá, không cần đo, 65, hai chảo sau 75, hai chảo trước 65, khung xương lỗ quả rin, 25 triệu. Lâu lắm rồi bắt đầu có hàng độc. Dàn này dành riêng cho người đẹp, người mẫu Belarus. Vâng, em lại tiếp tục tạt comment này một chút để em giới thiệu với các bác là em Belarus này, chủ nhà bị gai cột sống, bây giờ bán 280 triệu đang rin nguyên thủy nguyên điện nha các bác nhá, của Liên Xô. Belarus người mẫu đẹp như trong tranh, em đã lên một video rồi. Có gì các bác nào thích điện thoại cho em 0394 36. Và tiếp tục chủ nhà bán tiếp một cái em vun luống mì các bác nhá. Đấy, hai chảo của Thổ Nhĩ Kỳ, bốn chảo của Thổ Nhĩ Kỳ. Tức là em đang giới thiệu cái xe này mà vun luống này là hàng đại luôn các bác nhá. Và tiếp tục một dàn khoan đại của Trung Sơn, đây cũng của em này, và một dàn chảo bảy, đây đang dính vào đít của em này. Tức là em này là vỏ 18434, cabin rộng đẹp, sinh năm 1990, lốc đỏ, hai cầu các bác nhá. Là toàn bộ đi theo cái này, là chủ bán riêng từ cái một, 25 triệu các bác nhá, 25 triệu cái này đó. Và cái này 15 triệu, và cái chảo bảy 25 triệu, cái chảo bảy 25 triệu của Chiến Binh, cái này là của cơ sở Tuấn Khanh các bác nhá. Và cái dàn khoan này của Trung Sơn đó, là của chủ máu chơi nha, chơi đến mức bây giờ đau lưng rồi bán, thì bán nào đang còn máu, chưa lưng chưa đau, đầu gối chưa rơ, đúng không ạ, đang khỏe, đang máu chiến thì tiếp tục chúng ta máu về nha, 25 triệu. Còn cái này 15 triệu, và dàn chảo 25 triệu của Chiến Binh. Rồi rất mong các bác cho em một like cũng như các bác hưởng ứng cho em để tiếp sức trên con đường đi tìm cái cũ người ta về làm cái mới cho mình. Và cuối cùng thì hôm nay em đã hoàn tất cho các bác một siêu phẩm Belarus, một video riêng và một video cái chảo Chiến Binh 25 triệu, và một dàn khoan 15 triệu của Trung Sơn, và một dàn này của Tuấn Khanh các bác nhá, của Tuấn Khanh, Tuấn là em đó, còn Khanh là của ông kia. Đây Thổ Nhĩ Kỳ, mong các bác hưởng ứng và cho em một like cũng như chia tiếp sức cho em. Thứ hai nữa, em chúc các bác mạnh khỏe trên tiếp con đường mãi ngày làm ăn của mình, gặp nhiều may mắn, năm mới ăn khang thịnh vượng, gặp nhiều niềm vui. Cuối cùng em xin thành cảm ơn, hẹn lại video sau. Và bây giờ em phải về gần 200 cây số các bác nhé. Vâng, em về đây.